Wait, I think this is... Ông mì bát tê. Mì thịt. Con gái hả? Bắt đầu từ từ.
nước uống đi. Mười năm học sinh giỏi luôn nè. Giỏi lắm. À học giỏi mười năm sinh giỏi. Đưa 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 đồ cho cha mợ. Cha mợ sẵn ghi ghi ấy rồi ghi ghi của ai phần người nào. Cảm ơn cậu mợ đó. Chị Dương xé ra cho đứa một cái. Phúc phước đàng hoàng luôn đấy chưa. Xé ra rồi bỏ vô vặt. Còn bác còn mua cả áo ở bên đó về. Ở qua nó có rồi. Đầy đủ đồ. Cậu lo đầy đủ hết luôn rồi. Chứ sợ đất trơn nó rớt. Nè. Có chứ. Để gạch đó. Không phải sai. Anh hai cũng phải sai. Mỗi cái 5 cái. Đầy đủ chia đều đó. Ủa, không biết sao ủa. Anh ba mở nó coi nè. Để cho em xài. Mẹ ơi, mẹ nói cũng khoát thì đừng cho anh ba đừng. Mùa này là ngon lắm. Nó chưa hái, nó biểu nó hái măng chôm chôm xong nó mới hái măng cụt. Giờ leo đó nha. Ừ. Để nó xuống lại dưới đó đi chị. Đứa nó cũng giống con trai. Rồi cậu ơi, cậu ra đi, cái này nó rớt vô một cái. Mình thấy là mình lụm được phải không? Hôm qua nó không hái còn lâu cậu giờ nè. Đứng lên nè. À tí nó hái chôm chôm mấy anh? Chôm chôm đường với vườn. Cái nào cũng giống cái nào. Cái này
này là ăn không có thuốc cái gì hết. Này nó chín nó rụng nè. Nó chín nó hết mủ á. Bợi nhiều ha. Bợi. Vài ngày ăn là hết sợi. Bữa hai thống chị ăn hết rồi. Hãy đi thôi. Chút để nó hái mình lấy. Đó, để rổ đó. À, bưng rổ cầm rổ đi để hái thằng Long. Trời ơi bưởi rụng dưới vậy hả mày. Gì thấy nó vàng vàng mà chưa chín hả Dung? Vàng vàng có mấy trái hả bà ơi? Vậy là chưa ăn được đâu. Thăng Long chưa chín. Nhà rồi. Vẫn còn. Dạ. Dạ. Hết rồi, hết rồi. Hết còn rồi. Hai tuần nữa mới ngon. Lâu hết á. À, con phải mang cái giỏ lên cho đó thì nó không có hư. Quang chút xíu mỡ đem về nha. Quang Quang chơi sống này lá mỡ đem về mỡ cho mượn nha. Con đi cải game về á. Lá mỡ nước có đội chơi 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 dạ, chơi. Phải không? Nó chơi rành nó vậy bà. Phước nó rành lắm á cháu. Phước nó rành lắm á. Cái này của ai đó, này của ai đó? Của Tường. Hả? Phải của Tường không? Cảm ơn cậu mợ chưa? Để nó cắm đi. Đừng có cổ đó. Có đẻ. Chưa biết nữa.
Chickens and goose and a head of a sheep that was burned, and then I saw pigs and I saw baby ducks, which I think I already said, and I saw Jim Jim on the trees, and I saw doggies, and yeah! Chết rồi, thằng mạnh hả? Không. Nó quay phim ta đang đang hút hả? Cái bạn cái này người ta đang hút nhắm quay người ta. Thank you.
mời cả nhà vui vẻ ăn cơm. Chúc mừng mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Để cả nhà bác ba Lục Ninh. Anh nói là thì chia dê gồm có dê nấu cà ri, dê nướng, dê xào lăn, dê hành nước chèn.
quay về xong qua ông Mỹ rồi nó về Việt Nam đường nó về mốt tay dám về được. Why not?